Lên nào. Động tác này đúng chưa? Mệt rồi không chơi nữa đâu. Đói nữa. Lại nhõng nhẽo nữa rồi. Toàn bánh đây. Đã nói rồi không muốn chơi trò chơi thi đấu đâu. Cái nệp chơi mệt quá. Trò này thi đấu gì đâu. Hôm qua huấn luyện viên vừa dạy đau cơ lắm. Sao lại cằn nhằn quá vậy? Thích cằn nhằn vậy thôi. Còn trò gì chơi nữa không? Nhiều lắm. Chọn gì khó hơn đi. Khó hơn nha. Chờ chút. Để mình đi lấy nước uống cái đã. Được. Để cho mình rửa nha. Nghiêm túc quá đi. Cố gắng. Nhanh nhanh. Nhìn thấy gì vậy? Ôi, gì vậy? Bằng cách xếp X3 Supergun. Nhanh nhanh lên đi. Làm sao cho giống như em này nè. Rồi nhìn thấy băng cassette X3 Supergun như vậy. Không biết cô ấy có đang tính sẽ chọn đồ theo phong cách nhóm nhạc nữ huyền thoại này không. Cùng theo dõi ở phần tiếp theo xem họ định sẽ chọn những bộ cánh theo phong cách gì nha. Ôi mệt quá, nhìn đi. Em này dễ thương lắm, bà có biết em này không? Đây nè, coi em gái này đi. Bà nghĩ chỉ mình bà có hình hay sao? Đây, mình cũng có. Rồi sự liên tiếp đây. Cũng còn giữ hay sao? Vẫn còn giữ kìa. Album đầu tiên luôn. Album đầu tiên. Mình là người hâm mộ bạn. Nhưng vấn đề là sao không thấy bạn hỏi mình có được nó từ đâu? Album đầu tiên luôn. Thì bạn nói bạn là người hâm mộ mình mà. Rồi bạn lấy cái này từ đâu? Thì đương nhiên là người hâm mộ. Nhưng đáng ra thì mình phải sưu tầm những bài dạng như bài Nùm đôi tàu của Knopfler chẳng hạn. Bạn có hiểu không hả? Ý đặc muốn nói là mình cũng là một trong huyền thoại giống như vậy đúng không? Khi mình đi hát kiểu như là kiểu này. Nếu ngày hôm nay bước đi. Vậy đó bạn à. Ai vậy chứ? Ôi, tìm thấy đồ cổ trong nhà nữa này. Gọi là đồ cổ này. Luôn sao hả? Chúng ta cũng cùng thời đúng mà. Vậy. Cái tụi gì vậy hả? Nhau không? Anh Phục có chị ấy kìa. Bạn là 5 tuổi nhiều nhất. Ủa là sao? Không biết luôn đó. Không để chip tính theo thứ tự cho. Chị Brel, Pe, Rô. Sai rồi, Pe. Thật hả? Đúng Pe, rồi. Rô và Ế. Vậy sao? Đúng rồi, Pe là lớn nhất. Quang đã. Vậy à? Không thể tin được. Ế là người thân thiết với Pe nhất. Nên đôi khi toàn gọi nhau mày tao thôi. Nhưng Brel thì toàn gọi là chị Pe, chị Pe. Vậy đó là sự thật. Giờ thì cùng xem tiếp nhé. Xin mời. Đẹp quá. Chị Chen gọi đến kìa. Alo, Chen. Sao hả? Sao? Bây giờ luôn sao? Khoan khoan đã. Hình như biết sắp có chuyện. Tóm lại là mình không rảnh rồi. Vậy mà rủ người ta qua nhà chơi. Giờ thì mình phải đi tập hát. Bài mà mình đã thu âm. Vô cùng xin lỗi. Nhưng mình không để cho bạn ở không đâu. Bởi vì mình có nhiệm vụ cho bạn làm đây. Cái gì nữa? Chuẩn bị đồ mình học đấu kiếm. Và đồ để đi bắn cung. Cái này là cùng một bộ. Thêm một bộ nữa là đồ ngủ. Đồ ngủ nhưng phải là cổ nha. Hình dung ra không? Reo. Reo à. Mình đi đây trễ lắm rồi. Reo à. Reo. Đừng như vậy vô ích lắm. Mình đi đây. Reo. Đã có yêu cầu được đưa ra. Đúng vậy. Nhắc lại nha, bộ đầu tiên là một tập thể thao. Bộ này là một bộ để đi đấu kiếm và bắn cung. Còn một bộ nữa là đi dự tiệc đồ ngủ. Đúng vậy, và chị Rose đã lăn lộn dưới sàn nhà rồi. Nên chị đã nói là vô ích thôi. Không có tác dụng. Bởi vì nếu nói về chuyện thời trang thì Rose coi như là con số không. Không biết gì hết, dở nhất trong nhóm đúng rồi. Đúng vậy, cho nên là bạn cứ tin mình đi nha. Thật là tò mò không biết bộ đồ được chọn sẽ như thế nào đây. Xin mời theo dõi tiếp nha. Dễ thương quá. Và chúng ta cũng đã đi vào phòng thay đồ của chị Canis cùng Sado. Con biết tại sao mẹ lại không có nhiều gói bông ET như vậy chứ? Nhìn vào Rose có vẻ thích chơi với mèo nhỉ? Bởi vì khi Brel xem phim ET đã khóc rất nhiều. Đây là bộ phim đầu tiên khiến cho Brel phải khóc. Nên mới sưu tầm rất nhiều ET. Sado đã quen thuộc với ET nhất. Đồ sợ không? Không sợ à? Giỏi quá, quen quá rồi mà. Như trả lời luôn kìa. Nó trả lời lại kia. Quá. Giúp chị chọn đồ nha. Bộ đầu tiên chúng ta cần phải chọn. Đúng vậy, nói trước đã. Ôi Shadow. Sao vậy? Tự nhiên nổi quạo như vậy. Shadow lại đây đang nhanh lên. Hôm nay chúng ta vậy. Phải tìm đồ cho Caniscun. Bộ đầu tiên chính là đồ tập thể thao.
Nếu như hỏi là có biết đó là bộ nào không thì... Không nhớ nổi. Để tìm thử xem. Đây là đồ tập thể thao sao? Không phải, đồ đấu kiếm thì từng nghe Rem nói rất là dày, dày lắm. Đừng nói là chọn đồ lông nha. Tính gì vậy cái này? Không phải rồi, cái này cũng vậy. Không thể nào mặc đồ lông như thế này đi đấu kiếm được. Cái này chắc chắn phải là những kiểu như thế này. Tôi nghĩ chắc là phải nó thôi. Áo mua từ Nhật Bản. Đồ mua từ Nhật Bản. Chính là nó đây. Vậy sao? Bộ đầu tiên, để ở đây trước đã. Mình sẽ tiếp tục khác xem sao. Đồ chỉ có vậy thôi. Cái gì đây hả? Ôi, tủ đồ này chật cứng. Cái này dành cho buổi tiệc tối nay. À, đồ bịt mắt. Chọn cả hai bộ cho cùng một lúc sao? Bây giờ thì chọn cả hai bộ cùng một lúc. Đang tìm đồ đấu kiếm. Nhưng cứ xem qua đã, nếu gặp sẽ lấy ra. Giờ thì chọn đồ ngủ trước vậy. Đầu tiên là phải lấy đồ ngủ của mình trước đã. Nè Shadow, đây là đồ ngủ của chị nha. Đồ ngủ của chị như vậy đó. Shadow là xem cái này nhanh lên. Lại đây nhanh lên. Lại đây nhanh lên. Đồ ngủ của Rose thì áo mềm, giải mềm, tay dài. Còn quần thì là quần ngủ dài. Còn Rao thì cho là quần ngắn cũng như quần dài thôi. Sao lại kỳ thị bạn như vậy? Cũng như quần dài thôi, bởi vì Rao chân ngắn đó mà. Tủ này chắc chắn phải có gì đó chứ. Có gì nè? Ồ, sao vậy? Móc quần áo gãy rồi. Móc quần áo gãy rồi. Nhìn mặt kìa. Dễ thương. Nhìn đi, Sandro, sẽ mấy đừng nói giúp ta là chị làm gãy móc quần áo nha. Rose ơi, bạn giờ giúp chọn đồ chứ không phải đi phá đồ đâu đó. Cùng theo dõi phần tiếp theo, xem Rose liên tiếp sẽ hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào. Nghĩ với Lao một chút nha quý vị. Shadow đừng mét nha. Đừng mét nha. Đây nè, cái này. Đây nè, cây nè. Cái này. Có áo màu trắng rồi thì phải có áo màu đen. Đó là gì vậy? Là áo hay là đầm gì đó? Cái áo này hợp với chị quá nè Shadow. Mặc luôn. Phát vô luôn. Áo kiểu Nhật Bản. Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn thiếu chiếc quần để tập đấu kiếm nữa thôi. Có phải cái này không? Tôi nghĩ là mình đã tìm đúng món đồ rồi. Nhìn cũng cái này theo đúng yêu cầu rồi. Chắc chắn là cái này rồi. Cái bộ này không nhìn quen quá. Phải có thêm áo trong nữa. Phải có nó. Quay trở lại với tủ đồ đầu tiên. Tùng tiệp áo cho Rao trước đã. Ôi, Rao có nhiều áo đồ bếp quá đi mà. Áo đồ bếp. Áo đồ bếp Nhật đàng hoàng. Lúc đầu Rô cứ nghĩ là ở đây không có quần áo nào mình có thể mặc được. Nhưng coi tới coi lui thì thấy cũng nhiều đồ lắm. Nhưng điều mà tôi không hiểu chính là quần áo của Rao. Các quán omakase. Cái áo gì đây? Làm cái này mặc như thế nào chứ? Bắt đầu giật lộn với mớ quần áo. Hỏi thật đó, cái áo này mặc sao chứ? Hèn gì mà ở nhà quần áo lộn xộn hết. Áo gì vậy chứ? Áo này hở lưng. Áo này mặc thế nào? Cái đó là phía trước hay phía sau vậy? Hở phía trước như vậy là sao? Cái áo gì kỳ cục vậy? Gọi nó ra trước đã. Cái này không ổn chút nào. Kiếm. Đi tập đấu kiếm mà không có kiếm là không được. Phía trên đây chắc là không có rồi. Hay ở trong tủ đây. Shadow, giúp chị tìm cây kiếm nhanh lên. Shadow giữ của lắm. Chị đi tìm cây kiếm chứ không phải muốn chiến đấu với em. Đồ ngủ, đồ ngủ. Không lấy cây kiếm nữa. Nhỏ nhỏ thôi. Giờ thì nên chọn đồ nào để làm đồ ngủ cho Rao được đây? Đây là áo gì đây? Đừng nói là thêm một chiếc áo mà mình không hiểu nó là cái gì. Cái gì vậy chứ? Để tìm trong mớ đồ cao như núi này, xem có đồ ngủ của Rao ở trong đó không? Bộ này dễ thương. Bộ này dễ thương. Vì nó hợp với cái áo này. Hợp với phần trên. Nhìn được lắm.
thua nhìn có vẻ hào hứng. Charles thích những loại áo lông kiểu này. Thì tại dễ thương. Hỏi ý Shadow xem. Shadow, thấy cái áo này có nó được không? Nó mềm mại. Chị thích kiểu như vậy. Cứ quăng đồ liên tục. Tôi cũng muốn kết hợp áo khoác ngoài cho bộ đồ ngủ nữa. Nhiều khi trước khi đi ngủ thì cũng có người hay mặc áo khoác ngoài. Để thử xem thế nào. Kiểu như vậy. Nhìn không tầm thường chút nào. Và còn cần phải có phụ kiện nữa. Cái nón dễ thương quá. Cái nón này hợp với bộ đồ này quá. Khalid Kun là một người thích mặc đồ nhiều món. Thì bro, chỉ cần nhiều đèn là đủ thôi. Khi xem xong thì em nghĩ là chị Rose cũng có khiếu lắm. Đúng, đúng. Khi em thấy chị bắt đầu chọn quần áo thì thật ra chị chọn đúng hướng mà. Ta có một món đồ đầu tiên làm nền trước. Và chị luôn chọn một món nào đó làm nền trước. Và chị biết như thế nào là đủ. Nhưng Teo nói rằng Joe có một điểm tốt chính là không rành về thời trang, nên cũng không biết cái nào hợp và không hợp. Chính vì không biết rành nên không có sự giới hạn. Và rồi cũng cảm thấy hào hứng nữa. Và còn chuyện tình cảm thì sao, có giới hạn nào không? Ôi, dù sao đến đây rồi phải hỏi hết tất cả mọi người. Mọi người ơi, đang chờ nghe đây. Tâm sự chuyện tình cảm mới được. Từ tuổi tác. Nè, bắt đầu từ đây trước. Pè trước đi. Pè hả? Đúng vậy. Ôi lộ lắc quá. Đúng vậy. Hiện tại thì tình vậy, cảm mấy năm rồi đẹp. Chị? Ồ. Chị mới bắt đầu thôi sao? Chị mới như bắt vậy đầu. Tới chị Pè. Đúng vậy. Chị ấy chị về tới chị Pè. Không còn độc thân nữa. Không còn độc thân nữa. Đã công khai giới thiệu coi như chưa là gì người chị? Yêu rồi phải không? Còn mở chưa công khai chính thức. Chưa công khai nhiều. Người đó là ai có thể gợi ý cũng được không? Cũng từng là ca sĩ. Hình như từng tham gia AF. Chỉ gợi ý vậy thôi. Đúng vậy. Mọi chi tiết thì mọi người tự điều tra mọi thêm nha. Mọi người tự tìm hiểu nha. Cứ vậy đi. Đúng vậy. Tiếp theo là Joe. Người tiếp theo là chị Rose. Chuyện tình cảm hiện tại cũng vẫn đang tiến triển tốt. Chị đã quen bao nhiêu năm rồi? Cũng có thể tính là một năm rồi. Tính năm được rồi, không phải tính tháng. Đúng, đúng vậy. Và giờ thì người cuối cùng. Lấy khăn giấy không đi. Không bỏ qua được mà. Khăn giấy? Không sao đâu. Giờ thì ai cũng biết ế đang độc thân mà. Vậy còn dự tính tương lai thì sao? Hiện giờ đã có đối tượng phải không? Thì cũng được. Có thích ai rồi sao? Cũng được. Sẵn sàng rồi hả? Hôm trước còn nói với chị là chị Preo à. Em nghĩ là chắc em phải độc thân khoảng 2-3 năm. Chị mới hỏi nếu gặp được người tốt thì phải làm sao? Thì mở lòng thôi. À. Được rồi, cùng theo dõi tiếp nhiệm vụ nhé. Xin mời. Alo. Sao rồi hả? Mình mua xoài cho bạn đây. Và người ta bán phía trước tòa nhà. Chọn đồ sao rồi hả? Đồ của mình xong chưa? Alo, ở đó đúng không? Trình bày luôn nha. Đây là quần. Muốn hỏi cái quần này mặc như thế nào vậy? Đứng dậy thử xem. Dễ mà. Mình muốn biết là sao bạn mặc được hay vậy. Bạn tự tìm thấy cái quần sao? Đúng, mình đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Tại sao? Mình kiếm không ra. Mình muốn mặc nó lâu lắm rồi. Cái này là yếm hả? Hay là cái gì? Không phải. Nếu như bạn mặc là không ra đúng dáng quần rồi. Tại sao? Bởi vì đây là kích cỡ của mình. Nó sẽ rất dựa dặn bởi nó phải nằm ở đây. Dễ thương quá. Nhưng mà nó không phải quần để đi tập đấu kiếm. Nó đúng kiểu võ sĩ kiếm Nhật. Võ sĩ kiếm Nhật gì chứ? Vậy thì xem áo đi. Phần áo này nếu chỉ có áo trong thì nhìn sẽ hở hang đó. Hở chỗ nào? Mặc thì phải có áo trong nữa chứ. Có hiểu nhau không? Phải bạn bè không vậy? Đây nè. Gosless. Rồi sao nữa? Mình muốn tăng thêm tính nghệ sĩ cho bạn nên đã chọn thêm cái áo này. Mặc thêm một lớp nữa. Nhưng cái áo này không phải kiểu võ sĩ đạo. Nó không phải ở chỗ nào hả? Nhìn đi. Đồ phục vụ món ăn. Đây nhìn đi. Nó không phải chỗ nào. Thôi được rồi, võ sĩ đạo thì võ sĩ đạo. Nó là chữ gì thôi chứ không phải. Đây nè, võ sĩ đạo. Đây nè. Đã nói rồi mà, khoan đã. Rồi kiếm đâu?
Mình tìm hết tất cả các tủ rồi, tìm đến nỗi Shadow ở đó cắn mình luôn. Nên mình nghĩ là thôi tạm dừng ở đây đi. Vậy bà có muốn biết nó ở đâu không? Muốn biết. Nếu vậy thì quay lưng lại, cây cung nằm ở trên kệ kìa. Cây cung nằm ở đây. Đem nó xuống. Sắp đến giờ phải đi rồi, không đem xuống đây sao được? Đừng có để xuống đất như vậy. Vậy chứ phải sao? Nó dính trên trần nhà bây giờ. Hồi chết rồi lấy kiếm đi, ở đằng kia. Ở đó, bọc vải bên ngoài chính là kiếm. Thì ra là có chỗ của nó. Cái gì nữa đây? Ôi chị ơi, rèo la hoài. Sẽ như thế này. Nói như thế này. Bộ đầu tiên đã sai rồi. Rồi tới đồ ngủ. Đồ ngủ. Mình đã yêu cầu là phải tìm đồ ngủ theo phong cách của mình, chứ không phải phong cách của bạn, đúng không? Thì đây chính là bạn nè. Đây là áo. Đẹp quá, cái này cũng ổn. Quần ngắn đó cũng được, và có thêm áo khoác cho bạn mặc nữa. Được. Đây. Biết thế nào cũng sẽ như vậy. Tới rồi, tới rồi. Nhìn đi, nó cũng là đồ ngủ thấy chưa. Nhưng áo tay dài quá. Thôi được rồi, hiểu rồi. Cái này được duyệt. Bởi vì người ta nói rằng chúng ta sẽ có tiền nếu giờ chúng ta mặc đồ nhìn độc lạ. Nếu vậy thì thế nào cũng được 2 triệu. Thế nào cũng được. Mình cảm thấy hài lòng lắm với bộ này. Ôi dễ thương quá. Công nhận là bạn chọn đồ cho mình. Sao mà không có cái nào vô cái nào hết. Đúng vậy. Dễ thương. Dễ thương lắm. Bộ này được lắm. Hợp lắm, dễ thương lắm. Ôi, Rose. Xong rồi.